Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Hôm nay thì bên em mới về thêm dòng TV 55X90G mẫu mới của Sony cho năm 2023. Thì trong video này em sẽ cùng các bác tìm hiểu xem là cái mẫu mới năm 2023 của Sony nó sẽ có đặc điểm gì nổi bật và có những cái thay đổi gì trong mẫu mới năm nay. Và so sánh luôn cho các bác giá thành của dòng 22, dòng 55X90K và 55X90G, dòng 23. Xem là hiện tại các bác nên chọn mẫu nào cho phù hợp với tài chính của nhà mình. Bác nào mà muốn bên em tư vấn trực tiếp hay là muốn mua hàng bên em, các bác có thể gọi về số tổng đài đó 0974 178586 hoặc số Zalo sẽ là 0986 400 890. Bác nào mà yêu quý em thì cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Sau đây em sẽ bắt đầu vào video mới ngày hôm nay. Trên màn hình em đang quay cho các bác là dòng 55X90G bên em vừa mới bày ra, vừa mới cài đặt xong. Mẫu này thì nhìn thiết kế bên ngoài của mẫu mới năm 2023 thì thiết kế nó sẽ đẹp, nó thay đổi rất là nhiều. Dòng X90G năm 2023 thì có thiết kế viền bằng hợp kim. Viền hợp kim rất là chắc chắn, tràn viền vô cực. Các bác có thể thấy nhìn dòng mới năm nay có thiết kế đẹp hơn nhiều so với dòng cũ. Dòng cũ X90K thì vẫn là thiết kế viền nhựa và nhìn nó vẫn dày hơn. Còn dòng này thì thiết kế viền hợp kim, rất là mỏng, viền bằng kim loại, mỏng, tràn viền vô cực, chân đế thì để hai bên. Chân đế của nó cũng là bằng hợp kim đâu nhá. Và dòng X90 này chân đế nó sẽ có hai nấc. Hiện tại thì em đang để cái nấc thấp nhất, có nghĩa là gần sát với mặt bàn. Đây. Đây là cái mức thấp nhất. Còn nếu bác nào mà muốn để cao hơn, các bác có loa sau 3 để trước thì các bác có thể nâng lên mức cao hơn. Nó sẽ cách được khoảng tầm 5 đến 7 phân nữa. Đây là mặt trước này, mặt sau của TV này. Đây. Đây là tem của máy này. Sony xuất xứ tại Malaysia. Mã sản phẩm là 55X90G. Công suất danh định thì rơi vào 219W. Nhãn đang được 5 sao. Dòng nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia. Về các cổng kết nối đằng sau của TV thì ở bên này. Các bác có thể nhìn thấy trên màn hình nó sẽ có hai cổng USB trên đầu này. Một cổng optical này. Một cổng màu xanh là cổng tai nghe này, một cổng vàng là cổng video in này và bốn cổng HDMI. Các cái cổng HDMI trên TV nó cũng sẽ có những cổng có chức năng khác nhau. Ví dụ cổng trên cùng và cổng thứ hai thì là hai cổng HDMI bình thường này. Cổng thứ ba bắt đầu sẽ là màn hình 4K 120Hz ELC, ARC và cổng thứ tư cũng là 4K 120Hz. Đó là chức năng cổng khác nhau. Mạng này, sau đó cổng anten. Đây là toàn bộ các cái cổng kết nối đằng sau của TV. Như vậy là về thiết kế bên ngoài thì cái mẫu mới năm 2023 được thay đổi rất là nhiều và hình thức nhìn nó sẽ đẹp hơn, sang hơn so với cả dòng 22 các bác nhá. Về cái cấu hình màn hình thì màn hình nó vẫn có độ phân giải là 4K, tần số quét là 120, công nghệ nét nền Full Array, tấm nền VA. Âm thanh thì vẫn là tổng công suất là 30W. Có 4 củ loa, tích hợp cả Dolby Atmos trên loa của TV và công nghệ âm thanh phát ra từ màn hình. Thì về cái màn hình và âm thanh thì gần như là giống nhau, không có gì thay đổi nhiều. Về công nghệ màn hình trên mẫu TV mới năm 2023 thì dòng Sony mới này thì sẽ có thêm công nghệ XR Clear Image. Tức là nó sẽ giúp cho cái hình ảnh giảm nhiễu và tăng cái độ sắc nét trên cái hình ảnh của TV hiển thị lên trên màn hình. Mẫu mới trong năm 2023 thì màn hình nó sẽ đẹp hơn, sáng hơn so với dòng X90K nhờ một số cái công nghệ được cải tiến thêm, cho thêm vào. Còn bản chất thì cái cấu hình của TV vẫn là cái chip XR trí tuệ nhận thức giống với cả dòng X90K. Và một điểm nữa thay đổi thì đó là cái bộ nhớ trong. Bộ nhớ trong của TV được nâng cấp lên là 32GB so với cả dòng X90K sẽ là 16GB. Đây là cái mẫu mới năm 2023 của Sony 55X90G. Về cái giao diện của TV thì vẫn là sử dụng hệ điều hành Google TV.
Đây coi nhá. Sử dụng Google TV có tìm kiếm giọng nói tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay. Mẫu mới năm 2023. Các cái chức năng ứng dụng ở trong TV màn hình thì nó hoàn toàn là giống nhau. Các cái chức năng, các cái ứng dụng này thì mẫu nào cũng sẽ có giống nhau. Vì sử dụng hệ điều hành Google TV có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay. Sử dụng công nghệ OK Google, không cần phải thao tác qua điều khiển nữa, các bác nói trực tiếp với cả TV. Về cái chức năng kết nối với các thiết bị bên ngoài thì nó vẫn sẽ có cái AirPlay 2 và chôm kép để các bác kết nối sang điện thoại iPhone, điện thoại Android thì kết nối đều được. Nói thêm một chút về một số cái công nghệ trên màn hình dòng TV Sony, một số công nghệ tiêu biểu. Thì mẫu của Sony này thì nó sẽ có công nghệ như là Dolby Vision này, hỗ trợ chuyển động 3D này, hình ảnh 3D này, rồi chuẩn HDR10 này, HDRG này, hoặc là tăng cường tương phản XR Contrast Booster 10, nâng cấp độ phân giải XR 4K, rồi tăng cường màu sắc Tinu Mirror Pro với hơn 1 tỷ màu sắc, làm mượt chuyển động Motion Pro XR 800. Rất là nhiều cái công nghệ nổi bật trên dòng TV của Sony. Về giá thành của TV thì hiện tại giá bán cái mẫu 55X9MR bên em đang bán trừ hết quà thì rơi vào 24 triệu 840 nghìn. Bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ một đời một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Đây là mức giá cũng vô cùng là hợp lý với cái mẫu TV đời mới, thay đổi rất là nhiều, màn hình đẹp, thiết kế đẹp của Sony mẫu 55X9MR. Đây các bác nhá. Thiết kế bên ngoài rất là đẹp, mẫu đời mới năm 2023. Thiết kế theo kiểu hình vuông vắn và cái viền mỏng giúp cho tăng cái độ sang trọng của tivi. Nhìn tivi rất là rộng, màn hình rất là rộng bởi vì cái viền nó mỏng, màn hình sát tràn viền cho nên là cảm giác cái hình ảnh màn hình nó được vô cực rất là rộng. Về cái kích thước của tivi thì cái mẫu 55X9MR này thì có độ rộng chiều ngang thì sẽ là 1m22,5 và chiều cao tính cả chân đế thì rơi vào 73,8 cm, dày thì 34,5 cm thôi nhá. Nếu như bỏ chân đế đi thì độ dày của tivi nó chỉ còn là 5,6 cm thôi và cao sẽ là 70,7. Đấy là cái kích thước để các bác để treo tường. Ngang thì vẫn là 1m22,5, cao thì 70,7 và dày là 5,6 cm khi mà các bác bỏ chân đế ra các bác treo tường. Và TV thì nó sẽ không kèm giá treo. Bác nào mà muốn treo tường thì bên em cũng sẽ có bán giá treo. Giá treo cho TV sẽ vào 200 nghìn và bên em sẽ treo miễn phí cho bác nếu như bên em giao hàng cho các bác. Giao hàng, lắp đặt tại nhà. Bên em sẽ có bán hàng toàn quốc, có chuyển hàng tại nhà toàn quốc. Các bác mua hàng bên em yên tâm nhận hàng mới, kiểm tra nguyên hộp. Ok, mới phải thanh toán tiền. Và ngoài cái giao hàng toàn quốc thì bên em còn có bán hàng trả góp toàn quốc. Các bác muốn mua các bác cứ gọi về số tổng đài là 0974 178586 thì bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho bác. Về phần trả góp thì hiện tại cũng rất là đơn giản, thủ tục dễ, nhanh chóng, không cần phải đến trực tiếp tại cửa hàng mới làm được thủ tục mà chỉ cần gọi điện qua điện thoại thôi, xác minh gọi điện và làm thủ tục hết qua điện thoại xong giấy tờ gửi về sau, rất là đơn giản. Mẫu 55X9MR, mẫu mới của Sony trong năm 2023, 24 triệu 840 nghìn các bác nhé, bảo hành là 2 năm. Và sau đây thì em sẽ chuyển sang dòng 55X90K để cùng các bác so sánh về giá của TV hai cái mẫu này. Đây là mẫu 23, 24 triệu 840. Mẫu 22 là 55X90K. Đây. Mẫu 55X90K của Sony. Các bác chờ một chút em sẽ bật TV lên. Mẫu 55X90K của Sony dòng năm 2022. Đây các bác nhá. Mẫu 22. Mẫu 22 thì có thiết kế viền sẽ là viền bằng nhựa. Vẫn là viền mỏng nhưng mà thiết kế bằng nhựa thì nó sẽ không đẹp bằng, xấu hơn so với cả dòng 23. Chân đế thì như này, chân đế thiết kế nó sẽ mảnh hơn. Dòng 23 thì thiết kế chân đế nó sẽ to dày hơn, còn dòng 22 thiết kế chân mảnh, vẫn là chân bằng kim loại, chỉ có vỏ bằng nhựa thôi. Đây là thiết kế bên ngoài của dòng 22. Như vậy về cái thiết kế thì dòng 23 em cảm giác đánh giá sẽ đẹp hơn so với cả mẫu 22. Dòng 55X90K thì có
Màn hình độ phân giải vẫn là 4K, tần số quét là 120, công nghệ nét nền Full Array, tấm nền VA. Ở trên cái công nghệ màn hình của TV thì nó sẽ không có cái chức năng là XR Clear IMAX. Cái tính năng đó thì chỉ có dòng 2.3 mới có. XR Clear IMAX thì sẽ giúp cho hình ảnh nó giảm nhiễu, tăng cường cái độ sáng, độ sắc nét của hình ảnh trên TV. Thì chỉ có mẫu 2.3 ở phát triển thêm nó mới sẽ có, còn dòng 2.2 thì sẽ không có tính năng đó. Ngoài ra các tính năng khác thì mẫu 2.2 đều có so với cả dòng 2.3. Về cái âm thanh thì tổng công suất vẫn là 30W, hỗ trợ Dolby Atmos trên loa của TV. Loa thì sẽ gồm 4 củ loa, như vậy cái âm thanh cũng không thay đổi nhiều. Hình ảnh giao diện TV thì cũng giống nhau. Giao diện Google TV có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay giống nhau. Về bộ nhớ thì mẫu 22 thì chỉ có 16GB thôi. Đây, em sẽ vào phần bộ nhớ cho các bác xem. Vào phần cài đặt này, xong đó thì các bác vào phần hệ thống này. Bộ nhớ này. Bộ nhớ dùng chung này. Đây. Các bác có thể thấy dòng 55X90K, dòng mới năm 2022 đấy, dòng cũng đời cao đấy, nhưng mà với bộ nhớ 16GB thì gần như là dường như không đủ so với cả TV. Hiện tại thì đây em chỉ là TV đang để ở siêu thị cho nên là cũng không cài nhiều ứng dụng. Các ứng dụng em cài sẵn ở trên TV thì thế em sẽ bật ra cho các bác xem. Nhưng mà ứng dụng ở đây đã cài mất 4GB rồi. Và hệ điều hành của TV, cái hệ điều hành Google TV ấy, đã mất là 12GB. Vì vậy mà hiện tại cái dung lượng còn trống nó chỉ có 223MB. Thì với 223MB này thì các bác rất là khó để tải thêm ứng dụng hoặc là cập nhật phần mềm mới. Gần như là không có. Và khi mà dung lượng này hết đấy, đây, TV nó sẽ cảnh báo sắp hết dung lượng bộ nhớ ấy. Thì khi mà hết thì các bác vào ứng dụng hay các bác xem thì gần như nó sẽ bị đơ. Cũng giống như cái điện thoại thôi, khi mà các bác hết bộ nhớ điện thoại thì làm cái gì cũng sẽ đơ, loát gì cũng sẽ chậm. Và lúc đó thì các bác phải reset TV, format cài đặt lại từ đầu thì mới sử dụng nhanh được. Chứ còn nếu như để mà bộ nhớ trống, bộ nhớ hết thì dùng TV rất là chậm. Với cái dòng TV mới năm 2023 thì nó đã được cải tiến rồi. Thì bộ nhớ trong của TV lên đến 32GB, các bác dùng thoải mái, không sợ bị hết. Đây, em sẽ thoát ra màn hình. Những cái ứng dụng mà em đã cài sẵn trong TV ở đây, ví dụ như là ứng dụng là Netflix này, Prime Video này, YouTube, FPT, VTV Go, Clip TV. Đây, chỉ có một số cái ứng dụng thôi, nó cũng không có quá nhiều. Nhưng mà cái bộ nhớ trong thì đã hết. Đây, toàn bộ ứng dụng đã cài này. Đó. Các bác cũng có thể vào trong này xem một số cái ứng dụng nào các bác mà không dùng, các bác có thể xóa đi nhá. Không dùng đến thì các bác có thể xóa đi. Để nó đỡ gây tốn bộ nhớ thì các bác có thể xóa đi. Các bác chỉ cần để những cái ứng dụng nào mà mình hay dùng thôi, hoặc là mình xem thôi thì mình để thôi. Còn không dùng thì mình có thể xóa đi. Đấy, không có quá nhiều ứng dụng nhưng mà TV nó gần như là hết bộ nhớ rồi. Về cái tìm kiếm giọng nói tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay thì cũng giống nhau, đều có. Và cái mức giá của TV 55X90K thời điểm hiện tại thì giá thành nó rơi vào hơn 19 triệu. Giá chính xác mà trừ hết quà thì rơi vào 19 triệu 970 các bác nhá. 19 triệu 970, bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Đây là cái mẫu 55X90K đời 2022 của Sony. Với bác nào mà muốn tìm dòng TV màn hình đẹp giá rẻ hơn thì các bác có thể chọn dòng X90K. Không thì các bác nó muốn dòng TV đời mới, đẹp hơn, rồi nâng cấp nhiều hơn, bộ nhớ trong thoải mái thì các bác chọn dòng 2.3. Giá thành thời điểm này thì nó cũng không phải quá cao với những dòng TV mới ra. Thường thì dòng Sony năm nay thì những cái dòng TV mới ra giá nó không thật sự là cao, mà em đánh giá là giá trung bình. Những dòng TV năm trước giá thường đắt hơn so với năm cũ khoảng tầm 8 đến 9 triệu. Nhưng năm nay thì nó chỉ chênh nhau vài triệu thôi, 2, 3 đến 4 triệu thôi. Cũng không phải là quá cao các bác nhé. Đây em sẽ bật cái phần bộ nhớ trong cho các bác này. Bộ nhớ trong của cái mẫu 55X90G. Các bác có thể thấy nha, trong bộ nhớ trong thì còn rất là nhiều để các bác có thể sử dụng này. Các bác vào phần hệ thống này. Vào phần bộ nhớ này, bộ nhớ dùng chung. Đây, ở đây ứng dụng đang cài được 2.2GB này và còn trống đến tận 17GB. Các bác có thể dùng thoải mái. Nếu như cái mẫu TV này ấy,
cập nhật rồi giống với cả dòng 90K ấy, thì cài mất khoảng 4GB ứng dụng, thì dưới này chống vẫn còn tận 15GB nữa. Thoải mái các bác dùng, các bác có thể tải thêm ứng dụng, các bác có thể cập nhật vô tư, không có vấn đề gì, không sợ máy bị đơ. Đây là mẫu mới năm 2023, 24.840. Thì trên đây là cái video cập nhật cái mẫu mới năm 2023 55X90 giờ của Sony, và so sánh luôn cho các bác là cái dòng 22 và 23 nó đang chênh nhau và đang kém nhau như thế nào, giá thành rồi các cái tính năng khác nhau như thế nào. Hy vọng cái video này sẽ giúp được cho các bác phân biệt giữa hai mẫu và đưa ra quyết định lựa chọn cái mẫu TV mình thấy cảm thấy phù hợp với gia đình mình thời hiện tại. Video của em đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.